tem của Note 2 năm 2019 này, à 18 này. Đấy, sống thọ phết. Đấy, các bạn nghe thấy tiếng tít tít chưa? Nó báo không nhận RAM. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ thay thử CPU, thay thử RAM, thay thử từng thứ một. Nên test một thành RAM nhé. Vì nếu một thành chết thì sẽ không lên hình. Thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta thử thêm một thành RAM khác. Tình hình vẫn như vậy này, và chúng ta chuyển khe ra này. Bây giờ sẽ đến thử CPU và vệ sinh khe RAM cho các bạn. Thay thử CPU này, nhận ra kết quả. Cấm mạch tiêu. Ồ, có vẻ yên ắng đấy, tình hình vẻ yên ắng nhưng mà vẫn chưa lên hình. Yên đấy nhỉ. 14 giây rồi mà yên đấy. Không lên hình. Thử cáp lốc xem. Không cáp lốc được đúng không? Ok, tắt đi. Đấy, áp nó thụt đấy, đợi tí cho quạt nó đang quay. 1,5 này, đo cả. Đấy, áp ở đây phải là 3,3. Nó mới chuẩn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sửa áp. Sau biết bỏ bên nhé. Mình sẽ có một video giải thích chi tiết cho anh em. Đây là lỗi cái tín hiệu nhận dạng ra RAM. Nhưng mà anh em nhớ này, đây chúng ta có thêm một con trở nữa liên quan đến đường này, đây. Và con này mình đã nhấc ra, mình câu thử dây đồng nhưng không chạy. Và đây, các bạn nhìn trên sơ đồ này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Hai đường SMB Delta và SMB Clock, nếu làm thợ kỹ thuật thì sẽ biết. Và đây, kéo lên thì chúng ta thấy nó ăn thông chipset này. Con này đúng gặp con chó ăn đá gà ăn sỏi. Đây các bạn nhìn thấy nó thông chipset chưa? Đấy, cái chấm sáng trong chipset này. Và khi chipset nó lỗi cái đường Delta Clock thì nó sẽ kéo điện áp 3,3V để cấp, để truyền tải cái dữ liệu Delta Clock xuống mát, dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ không bao giờ nhận RAM. Mặc dù kể cả các bạn có thể câu tắt chân trở, ở đây có 3,3 này. Đây chưa ấy hết đấy à. Đây này các bạn nhìn nhé, tùng zoom cho các bạn nhìn thấy chưa? Ở đây nó sẽ bằng 1,5V này. Ở đây là 3,3, các bạn có câu tắt sang đây, ở đây có 3,3 nhưng nó không bao giờ chạy vì bản thân chipset đã bị chạm chặt rồi. Các bạn có cưỡng bức nguồn vào đây thì cũng không giá trị gì cả. Cảm ơn các bạn và cũng chia buồn cho một con bên đầu năm khai xuân đúng rồi con này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Chia buồn nhé, bye bye. Trước tiên đó là xin lỗi các bạn vì bác sĩ đã không thể cứu sống em nó. Và bây giờ Tùng sẽ giải thích tại sao là chúng ta không thể cứu sống được con bên đó. Tất nhiên hoàn toàn có thể cứu sống, nhưng đến ở thời điểm hiện tại thì thợ không còn cầy sâu như ngày xưa nữa. Vì vậy là rất ít thợ bây giờ còn thay chipset của mình. Nguyên lý của nó đơn giản đến như sau. Nếu là anh em thợ thì rất dễ hiểu. Một thanh RAM muốn hoạt động thì nó sẽ giao tiếp với chipset. Mà trên đường giao tiếp với chipset nó sẽ có một cái người ta gọi là khóa để kiểm tra cái tình trạng hoạt động. Thì ở chỗ Tùng đo cái điểm khóa đó nó phải có là 3,3V. Anh em thợ thường gọi đó là hai đường Delta và Clock, là hai đường nhận dạng ra RAM. Ở đây chúng ta có 3,3 nhưng nó bị sụt xuống là 1,1 hoặc 2V. Thì sau khi thay trở định thiên nguồn mà nó không nên thì chúng ta chỉ có hai nguyên nhân. Một đó là lỗi tụ trên cái đường nó đi, những con tụ lọc nguồn nhưng đường đó, bên đó không hề có tụ. Cái nguyên nhân thứ hai chính là lỗi cái van khóa, thì cái van đó Tùng đã thay thử. Cái nguyên nhân thứ ba chính là chipset đang bị chạm chập, dẫn đến tình trạng là không nhận RAM. Một bệnh tưởng rằng rất dễ ăn và rất dễ đút tiền vào túi, nhưng bác sĩ đã bó tay và trả về nơi sản xuất. Các bạn main mà không sửa được thì ở Note 2 có cái chương trình đổi main cũ lấy main mới. Vì vậy là các bạn hoàn toàn yên tâm. Và nếu trong quá trình sửa mà phải bảo hành, trong thời gian bảo hành nếu không sửa được, chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% cho các bạn. Vì vậy các bạn không phải bận tâm gì cả. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video sau liên quan những cái main hay Vega hay những cái khác mà nó đỏ hơn một chút. Ok chứ ạ. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn.